Đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kinh Pháp Cú thứ 142. Ai sống trang nghiêm thân nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, xứng danh đệ tử Phật. Chúng ta có một đại ý của bài kinh này như thế này. Đại ý: người Phật tử biết chăm sóc thân và biết nhiếp phục tâm, an trú trong thiện pháp mới xứng danh đệ tử Phật. Các vị nhìn thấy đại ý này, các vị thấy có mấy điều. Thứ nhất là chăm sóc thân, phải không? Thứ hai là nhiếp phục tâm. Thứ ba là an trú trong pháp lành. Để làm được đệ tử Đức Thế Tôn, ta phải có được ba cái tiêu chuẩn như thế. Ba tiêu chuẩn này đề ra có quá đáng không à? Chắc không có gì quá đáng, phải không? Ví dụ như mình sống trong cuộc sống đời thường, mình muốn làm một người cao quý trong xã hội, các vị cũng phải biết làm cái điều chăm sóc thân rồi. Đôi khi mình thắc mắc là tại sao những người nghệ sĩ, họ lớn tuổi rồi, nhưng mà khi họ xuất hiện trên sân khấu thì họ phải ăn diện rất là đàng hoàng, họ phải sửa sang nhan sắc của họ rất là đẹp đẽ. Cái nhìn mà khắc khe của ông bà ta ngày xưa thì họ cười, nhưng mà với cái nhìn bây giờ thì không phải như thế. Thưa đại chúng, là người xuất hiện trước công chúng không phải là người đó xuất hiện cho chính bản thân họ, mà họ còn vì bao nhiêu người, phải theo. Ví dụ như mình đối diện với chính mình có quyền cho mình ăn mặc nó lượm thà lượm thượm thế nào cũng được, nhưng khi các vị đến chùa, các vị phải ăn mặc rất là đoan trang. Khi các vị xuất hiện trong sở làm, đối trước bạn bè thân hữu, đối trước các vị giám đốc vân vân, các vị đâu thể ăn mặc lượm thà lượm thượm được. Các vị phải ăn mặc rất là đoan trang. Tùy theo cái môi trường, cái chỗ đứng của mình, mình cho phép mình, một là mình cho phép mình lượm thà lượm thượm để bị người ta khinh thường, hai là mình xuất hiện rất là đoan nghiêm trang trọng trước mặt mọi người, để thứ nhất là tạo cái sự thương yêu quý trọng với người khác, thứ hai là nó cũng nâng được cái phẩm chất, cái giá trị của đời sống mình lên. Do thế cho nên chăm sóc thân là cái điều rất là cạn mà người Phật tử phải biết chăm sóc đó. Không cho phép chúng ta là những người Phật tử mà có quyền lượm thà lượm thượm được. Có một lần ở Việt Nam, tôi rầy các Phật tử, tôi nói các Phật tử là những người Việt Nam, đa phần hết phân nửa người là Phật tử nữ, đi tham dự những ngày lễ hội của đạo Phật. Các vị không mặc những áo dài đẹp nhất của mình là không phải Phật tử. Các họ cười xò. Họ nói, thầy nói nó trật á. Tôi hỏi cho tại sao trật. Các vị họ nói là, thưa thầy, quý ôn, quý hòa thượng nói là Phật tử mà ăn diện thì nó không hợp với tinh thần của giáo lý đạo Phật. Tôi cãi là nó không phải, nói như thế rất là sai. Ví dụ như các vị mà đứng trước một người khách bước vô nhà, mà các vị mặc đồ ngủ, các vị tiếp thì rõ ràng là các vị coi thường người ta ghê lắm, các vị xúc phạm người ta rồi, có phải vậy không? Thưa đại chúng, là cái bộ đồ của mình, bộ đồ mặc trong nhà mà đi ra đường, người Mỹ nó gặp, nó rất là bất mãn.
các vị ăn mặc đàng hoàng ra đường, các vị tiếp xúc với người Mỹ thì nó mới đánh giá các vị là cái người có học thức, có trình độ. Còn các vị mà mặc bộ đồ pyjama, mặc bộ đồ ngủ mà ra ngồi tiếp khách thì dĩ nhiên là nó đến một lần, lần sau đừng hòng nó đến nó mất công. Rõ ràng là như thế. Cho nên cái quan trọng của người Phật tử chúng ta ở mức độ cạn nhất là các vị phải biết chăm sóc thân. Ví dụ như tuổi mình 50, mình không có cần phải làm như cô gái mới 18 tuổi. Mình ăn mặc theo cái kiểu của người 50, có phải vậy không? Thế thì rất là lịch sự, rất là đàng hoàng. Nghĩa là cho phép những người Phật tử có quyền lượm thượng khi mình với chính mình ở trong nhà thôi. Nhưng mà khi các vị tiếp xúc với khách nè, tiếp xúc bạn bè nè, các vị đến chùa nè, các vị đi học nè, vân vân, ta phải rất là đoan trang. Cái tư cách Phật tử là như thế. Đó là chăm sóc thân ở mức độ cạn thôi. Và chăm sóc thân ở mức độ khá hơn một chút là gì? Chưa đi vào bài mà mình nói rất là linh tinh rồi đó, phải không? Chăm sóc mức độ khá nhất là người ta đánh giá thế này. Trên cái đất Mỹ này, cái tỷ lệ của người bị bệnh tim đó dường như tới 5 triệu người. Bị bệnh cao huyết áp cũng khoảng 5 triệu, tiểu đường 5 triệu, cancer 5 triệu. Rất là nhiều cái trường hợp bị những cái bệnh nan y như thế nó xảy ra trên đất nước này. Và người ta tính cái mức độ chi tiêu cho người bệnh, trị liệu cho người bệnh nó cao vô cùng so với cái mức độ chăm sóc thân trước khi bệnh. Anh biết cách chăm sóc sức khỏe anh có nghĩa là anh làm giảm thiểu đi cái nguồn chi tiêu của gia đình rất là lớn. Anh cũng làm được cái điều thứ hai là bảo vệ thọ mạng anh rất là dài trong cuộc đời. Cái thứ ba nữa là chăm sóc thân cũng có nghĩa là mình làm cho người thân xung quanh mình đừng có buồn khổ. Tại vì mình bệnh thì mình gieo cái khổ ải cho bao người xung quanh lo lắng. Cho nên các vị chăm sóc bản thân các vị sẽ tốt. Đó là các vị đã thể hiện lòng từ bi với người xung quanh rồi. Các vị thể hiện cái lòng thương của các vị đối với người thân của các vị rồi. Ví dụ như tôi mà có bố mẹ tôi thương tôi, mà tôi không biết giữ gìn hình hài này, tôi tàn phá nó thì đâu phải là tôi tự chuốc quả cho tôi, mà tôi làm cái gì tiếp theo? Thưa các vị là bà cụ tôi bà khóc lên khóc xuống, phải không? Đó là mình nói cái chuyện mình là người tu. Nếu mình không phải là người tu, mình giống như các vị thì mình làm khổ bao nhiêu người? Nhiều quá. Này là người thân, này là con cái, này là cháu chắt vân vân. Nếu mà chúng ta có 30 đứa cháu nội như thế thì làm khổ 30 người rồi. Rõ ràng là thưa đại chúng, mình chăm sóc thân mình không có nghĩa là mình biết giữ gìn quý đức thân mạng, biết thương yêu chính mình, mà mình còn thương người xung quanh nữa. Cho nên hành hạ mình là một cách người ta muốn trừng trị người xung quanh. Không đánh được thiên hạ, mình đánh mình cái làm cho thiên hạ đau lòng. Có câu chuyện vui tôi đọc ở đâu đó vui lắm. Có cái anh đó, anh nói chuyện, anh nói là đừng có tranh hơn các bà ở trong gia đình đó. Nếu mà mình thắng bà mà bà khóc có nghĩa là mình thua. Mình phải dỗ, phải năn nỉ là thua. Mình thua thì dĩ nhiên cái chuyện đó thua rồi, phải không? Mà mình thắng cũng là thua luôn. Và dĩ nhiên là cái điều này chắc có lẽ nó đúng cả chừng mấy chục phần trăm. Đó là một ví dụ để thưa cùng các vị rằng trên đời này người ta gặp rất là nhiều cái điều rất là ngược nhưng mà rất đúng. Trong cái đời sống đời thường các vị gặp phải tình trạng này rất là nhiều. Các bà hay mắc cái lỗi này. Mình hành hạ ổng không được, cái mình hành hạ mình cũng làm khổ không được. Rõ ràng điều này nó đã từng xảy ra. Và thưa đại chúng, mình chia sẻ điều đó để quy kết là một điều rất là gần trong đời sống đời thường. Có nghĩa là các vị chăm sóc thân của các vị là các vị thể hiện lòng thương với người xung quanh rồi. Đừng nghĩ là mình chăm sóc mình là mình không có thể hiện lòng từ bi hay là lòng thương. Hãy biết chăm sóc chính bản thân anh cho tốt. Và tôi trở lại vấn đề là thưa trên đất Mỹ này người ta cộng sổ lại cái hao phí về trị liệu đối với người bệnh, nó hao tốn cái nguồn kinh tế của chính phủ nặng vô cùng so với những cái nguồn chi tiêu khác. Cho nên mình nhìn trong phạm vi đời sống gia đình thôi, các vị thấy tiền ăn tiêu, tiền xài phí có khi nó rất là nhẹ so với tiền bệnh. Điều này rất là
rất là đúng, hầu như gia đình nào cũng đúng cả. Cho nên xin các vị nhớ cho một điều là đã là người tu, ta hãy biết cách chăm sóc thân. Chăm sóc thân mức độ cạn là mình đừng để mình quá ư là lượm thượm khi đối diện với người thân, đối diện với khách, hay rất gần gũi là đối diện với ai, con mình, chồng mình, vợ mình cũng không cho phép lượm thượm nữa. Có đúng vậy không? Điều này dường như tôi không cần phải nói, các vị đều biết cả. Rõ ràng là đó là điều rất là tất nhiên trong đời sống của chúng ta thôi. Chăm sóc cạn là như thế. Chăm sóc sâu hơn là, thưa các vị, ở nơi đất nước này tôi nghĩ rằng Tai Chi nè và Yoga nè và những cái phương pháp tập luyện, thưa, một cái phương pháp võ thuật nào hay là tập luyện nào nó cũng giúp cho cơ thể các vị cường tráng khỏe mạnh cả. Ở trên đất nước này ta đi bộ ít hơn ta đi xe, cứ lên là mở máy là đạp ga là đi thôi. Và cái điều kiện kỳ lạ là ta không chịu sử dụng cái chân ta nhiều thì cái chân ta nó bị chưa già mà đi không nổi. Các vị nhớ như vậy nghe, chân các vị mà các vị không sử dụng một ngày 2 tiếng đồng hồ lội bộ thì chắc chắn một điều là vào tuổi 60 chân các vị nó cơ nó teo lại, đi không có nổi, nhức mỏi. Cho nên xin chịu khó đi bộ. Chưa thể theo học những lớp y võ dưỡng sinh hay là tập Tai Chi thì ta hãy làm một việc rất giản dị là hãy chịu khó đi bộ. Đi quanh nhà cũng được. Có nhà ai không có không gian đi bộ không ạ? Không hề có. Tối thiểu thì chung quanh nhà của các vị vẫn có một con đường để các vị có thể đi quanh quanh. Và tôi từng kể cho các vị nghe là tôi đã từng thiền hành trên một tấm ván bề ngang 70 phân, dài có 2 thước 5 thôi. 3 tháng mùa nước nổi tôi đã từng sống một mình một thân trên cái nhà như thế, và cứ đi tới vậy, cái đi lui vậy, không cần chiếc thuyền nào cả. Bà cụ tôi bà thấy tội nghiệp quá và đem thuyền lên, tôi cười ngất, tôi nói thôi má đem về đi, con không cần cái chiếc thuyền nữa. Con có cách để con sáng thì con đi tắm, con hái rau, cái nấu cơm ăn xong cái đi bộ xong thì cũng đi bộ chừng đó, bước tới 3 bước lui 3 bước rồi để cái bàn lên bộ ván đó, rồi ngồi đọc sách rồi dịch kinh. Và nói như thế để chia sẻ cùng các vị là các vị đều có đủ cái điều kiện để các vị có thể tự tập luyện cho mình, tập luyện đôi chân của mình. Cửa chúng ta mà chúng ta không đẩy từng ngày thì nó bị rỉ sét, đẩy không có được. Các vị để ý là điều này nó đã xảy ra trong cái đời sống vật lý bên ngoài thì thân này cũng thế. Thần kinh không vận dụng thì sẽ có lúc các vị muốn viết một câu thơ gửi cho người thân, cho con cái, chữ nghĩa nó không chịu ra. Mình không sử dụng thì nó bị thoái hóa thôi. Cột sống này mình không tập thì nó bị nổi gai, nó có vôi. Chân này không đi thì sao? Sẽ có lúc dở chân không lên, phải có hai người dìu hai bên đó. Cho nên xin nhớ rằng chăm sóc thân rất là quan trọng. Chăm sóc bên ngoài, cái áo, cái răng, cái tóc tai vân vân, đó là điều rất cạn, ai cũng làm được. Chăm sóc điều sâu hơn là hãy biết chăm sóc sức khỏe này bằng những cái phương pháp thể dục. Đệ tử Đức Thế Tôn đành rằng ta nương vào giáo lý của Đức Thế Tôn quán chiếu về vô thường, vô ngã, coi thân này không đáng quý. Nhưng mà thưa đại chúng là đó là ở một mặt để ta xả ly bớt những cái tham đắm dục lạc nhân gian. Cũng có nghĩa là các vị nhận biết được cái sự quý trọng của thân vô thường này, các vị giữ gìn nó, đừng để nó tiêu hoại rất là sớm. Sử dụng thân một cách đích đáng, gọi đó là người đệ tử Đức Thế Tôn. Bằng không thì thưa đại chúng, mình học giáo lý giác ngộ mà mình không có giác ngộ chút nào cả, mình rất ư là, rất ư gì? Rất ư là vô minh. Hay nói một cái nghĩa đen hơn là rất ư gì? Ai dám nói đó, nói đó đâu có dạy học được, thiên hạ đuổi về mất sao? Đó là mức độ cạn chăm sóc thân là như thế. Và thưa đại chúng là mình khéo chăm sóc thân mình, tức là mình loại trừ được rất nhiều cái sự khổ sở của thân. Mình giữ gìn nó, ít bệnh là một nè, sống dai là hai nè, đỡ làm cho những người thân xung quanh mình đau buồn là ba, gần nhất là như thế. Có một điều trước khi mình đi vô nữa là điều này, đó là cái câu chuyện khởi nhân.
Nãy giờ mới giải thích về cái đại ý thôi. Cái câu chuyện để Đức Thế Tôn nói câu kinh Pháp Cú này nó có khởi nhân như thế này. Quốc vương của nước Kiều Tát La, Kiều Tát La là tiếng dịch của Trung Hoa, trong khi đó thì nguyên ngữ nó là Kosala. Kosala, vua Ba Tư Nạc là vị vua cai trị đất nước này. Một hôm ông giao vương quốc lại cho một cận tướng tên là Santati 7 ngày. Anh thừa tướng này khi nhận được cái quyền nhiếp chính quốc gia từ vua, anh được đặc ân của nhà vua là ban cho một nàng cung nữ rất là đẹp, rất là trẻ. Và 7 ngày làm vua, anh uống rượu, anh vui đùa với cung nhân thôi, anh không buồn ngó ngàng gì đến việc nước cả. Và tới ngày thứ 7, tức là ngày ấy là ngày cuối cái quyền nhiếp chính của anh, tức là vua ta quyền nhiếp chính quốc gia 7 ngày thôi. Ngày cuối anh uống rượu xong, cái anh dẫn một đàn cung nữ, trong đó có người đẹp nhất ngồi voi với anh, ra ngoài ngoại thành đến một cái hồ nước kia để tắm. Đi ngang qua cổng thành thì Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn nó ôm bát các thực đi vào. Và anh nhìn Đức Thế Tôn, anh mỉm cười, anh cúi đầu anh chào thì thôi, anh cũng không có xuống voi. Và Đức Thế Tôn nhìn anh chàng Santati này, Đức Thế Tôn mỉm cười. Anh An rất là kinh ngạc, nó dạ bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà Đức Thế Tôn nhìn anh chàng này Đức Thế Tôn cười, có cái duyên cớ gì? Thế Tôn nói là anh An à, cái anh chàng cưỡi voi kia trang sức bông hoa dầu thơm và ngọc trai đầy cổ, đang say sưa trong cái dục lạc đó, nhưng mà rồi anh ta sẽ đến nghe pháp của ta, và trong một thời pháp anh ta sẽ chứng quả A-la-hán. Và khi nghe Đức Thế Tôn nói điều đó thì trong thính chúng đệ tử Phật rất là phân vân. Một nhóm á, ngoại đạo nó cũng cùng nghe câu chuyện này, nó nói là Sa Môn Cồ Đàm rất là dối láo. Một cái con người mà đắm chìm ở trong đời sống vật dục nhân gian, trang sức mình bằng dầu thơm, bằng bông hoa, bằng tràng hạt, châu báu, kề cận với một mỹ nữ đẹp đẽ như thế thì làm sao có khả năng tu tập và chứng nghiệm được thánh quả. Một nhóm đệ tử Đức Thế Tôn Trung Kiên thì nói là Đức Thế Tôn là người có tuệ giác, nhìn thấu hà sa kiếp, cho nên nó nhìn thấy cái duyên lành của Santati này có khả năng là chứng nghiệm đạo quả trong hiện đời, cho nên Đức Thế Tôn nói thế. Và hai nhóm mà cãi nhau, và Đức Thế Tôn mỉm cười, chưa có cần phải phân giải điều gì cả. Và anh chàng này anh cưỡi voi cùng với mỹ nữ tới cái hồ tắm, anh đang lội với hồ tắm, lội bơi xong anh lên uống rượu rất là say và nằm đó để thưởng lãm cái vũ khúc của một cô cung nữ rất là đẹp đẽ đang biểu diễn trước mặt anh. Cái người đẹp kia múa rất là dẻo, và để múa được dẻo như thế thì cô ta phải nhịn ăn với 7 ngày để cho có một cái hình hài nó mềm mại, nó dẻo như vậy để múa. Và do nhịn ăn là một, do tập luyện múa để cho được những cái vũ điệu đẹp đẽ, cho nên cô nàng bụng đau và tim thắt lại bất thường, cô nàng ngã đuổi ra, cô nàng chết mất. Nhịn ăn 7 ngày mà còn múa nữa thì còn nổi gì, chết là phải thôi. Và khi cô nàng ngã ra chết rồi thì miệng vẫn còn đang chúm chím cười. Và đặc biệt cái anh Santati này thì anh rất là thương cái cô mỹ nữ kia. Thì khi đỡ nàng lên thì nàng chết trên tay ảnh, cái lòng ảnh tan nát hết. Cái khổ đau nó đổ ập xuống cuộc đời ảnh, tự nhiên rượu nó đang chảy trong quý quản, đột nhiên nó bốc khói ra vai thì anh tỉnh rượu liền thôi. Cái nỗi đau nó lớn đến như vậy, tự nhiên cái nỗi đau nó làm tất cả những hơi rượu trong người đang say vậy, tự nhiên biến mất, anh ta trở thành một người bàng hoàng hết. Cái anh ta nghĩ là trong đời này duy nhất chỉ có Đức Thế Tôn có khả năng cứu vớt mình ra khỏi cái nỗi khổ đau quằn quại chết người này thôi, không ai có thể giúp được cả. Cái anh ta mới cởi voi đến trước Đức Thế Tôn, đảnh lễ phủ phục, khóc với tay ngài, nói Đức Thế Tôn là đấng cha lành của ba cõi, xin ngài từ bi cứu giùm con, cuộc đời của con tan nát, con có thể chết ngay bây giờ. Thế Tôn nói, ồ, con tìm đúng người rồi đó, ta có thể chữa trị cho con cái nỗi đau này.
Và Thế Tôn dạy một điều là: nhà ngươi có biết không, hàng bao nhiêu kiếp ngươi đã từng bị người đàn bà đó làm cho tan nát con tim, chứ không phải một kiếp này. Tức là cô nàng đã từng chết như thế, trong cái lúc mà cái lòng thương yêu của con nó tràn đầy, và cái sự đam mê của con nó lên đến tuyệt đỉnh, thì người con gái nó ngã lăn ra chết. Nhiều kiếp trôi qua lòng con tan nát, cô nàng bóp nát cái tim con nhiều lần chứ không phải một lần đâu. Và nước mắt của con khóc cho người con thương. Nếu mà ta có thể cộng được thì có thể bằng nước của bốn biển. Con nên nhớ là tất cả pháp hữu vi này, cái gì nó cũng tuân theo quy luật vô thường, đến và đi, còn và mất, sống và chết. Và không hề có một cái cuộc hội ngộ nào không chia tay cả. Không hề có một người thương nào còn mãi lại với con. Con muốn giữ không có được. Và người thương con giữ con cũng không được. Con giữ người thương con cũng không có được. Cho nên con phải biết là vô thường là điều tất yếu trong cuộc đời này. Nhận chân được sự thật rằng cái sinh mạng con người có mặt là chịu cái quy luật của sự vô thường, mất và còn. Con nhận chân được cái sự thật này, chấp nhận nó như thực, nó đến với con. Hãy nhìn sự việc đó như sự thật thì nỗi đau nó sẽ biến mất và lành thai. Anh chàng này, ảnh là cái người đã từng nhiều đời cúng dường bố thí và hầu các đức Như Lai. Cái nhân lành rất là lớn, cho nên vừa nghe câu nói ấy, anh ta tự nhiên trút hết cái phiền não lậu nghiệp của bao nhiêu kiếp, và ngay tức khắc anh ta chứng được quả giải thoát. Và khi chứng nghiệm rồi thì anh ta sụp đầu đảnh lễ Đức Phật, nói và bạch Đức Thế Tôn, ngài đã vớt con ra khỏi đống khổ đau, và con xin tuyên bố là con đã thành tựu được quả giải thoát. Con nhìn được thọ mạng con không còn bao nhiêu lâu nữa trong cuộc đời, cho nên con muốn ngang ra đây xin phép Đức Thế Tôn cho con được nhập Niết Bàn. Ngon nghe chứ. Nhưng mà các vị nhớ cho hồi nãy thì khổ quá mà chết, còn bây giờ thì không phải khổ mà chết. Bây giờ là có thể chết một cách tự tại. Và ở đây nếu ai đã từng bị tình phụ, ai đã từng bị người ta làm tan nát con tim, thì hãy nhớ điều này cho kỹ nha. Và Đức Thế Tôn rất khoan: ta thì ta có thể tin được con của ta đã dứt sạch lậu nghiệp, chứng được quả an lạc giải thoát. Nhưng mà ở đây hội chúng này có hai nhóm rất là phân vân. Nhóm thứ nhất là nghi ngờ cái điều ta nói. Nhóm thứ hai thì chưa hiểu biết cái nhân duyên quá khứ của con như thế nào. Cho nên con hãy kể lại cái câu chuyện quá khứ của con cho thính chúng hiện tiền nghe, để củng cố cái niềm tin của họ. Thế là ngài Santati này, ông ấy bay lên giữa hư không, xếp chân chiếc già cho nó, là kể lại cái chuyện quá khứ của mình. Ông nói là cách nay tới 900 kiếp hồi Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời. Các vị có nghe cái tên này chưa? Quá khứ Tỳ Bà Thi Phật đó. Chúng ta có ba Đức Phật: quá khứ Tỳ Bà Thi, hiện tại Bổn Sư, và đương lai. Đương lai là ngài Di Lặc. Nhớ nghe, quá khứ xa xưa là vị này, hiện tại là Đức Bổn Sư, và trong tương lai vị sẽ thành Phật, đó là ngài Từ Thiện Di Lặc. 99 kiếp trước, vào cái thở Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, thì con là một người thí chủ hết mực cung kính Đức Thế Tôn. Phát nguyện là nơi nào có giáo pháp Đức Thế Tôn thì con thừa phụng cúng dường. Và con là một người rất là nghèo, nhưng mà con phát tâm kêu gọi những người Phật tử phát tâm lành để cúng dường Đức Phật. Và có một hôm khi con đi rao giảng, là sự xuất hiện của Đức Phật quý vô cùng, không có châu báu nào sánh bằng. Trên đời này tam bảo, tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, quý hơn tất cả những châu báu. Cho nên xin các vị phát tâm cúng dường, thờ phụng, học hỏi, tu tập giáo pháp Đức Thế Tôn. Và khi con rao giảng điều ấy trong thôn xóm, thì có một vị vua, ông hỏi chứ bình thường ông đi rao giảng cái sự có mặt của Đức Phật để cho người ta phát khởi tâm cúng dường như vậy, ông đi bằng gì? Con thưa vị vua đó là: thưa ngài, tôi đi bằng chân trần, không có gì cả. Cái lần đầu tiên nhà vua tặng cho con một con ngựa, tặng cho con châu báu bạc vàng. Lần thứ hai con cũng đi rao giảng là Đức Thế Tôn xuất hiện quý vô cùng.
giáo pháp của Ngài có thể cứu được khổ bao nhiêu người, không có gì quý trên nhân gian bằng Tam Bảo cả. Và lần thứ hai nhà vua gặp con, nhà vua hỏi một lần thứ hai, rồi nhà vua tặng cho con xe tứ mã cùng với vàng bạc châu báu. Lần thứ ba con gặp nhà vua tặng cho con một con voi, và lần này thì tặng cho con một cái chức quan. Và con nhớ là trong nhiều kiếp như thế, con một niềm tin kính Tam Bảo và kêu gọi bao nhiêu người quy kính với Phật Pháp Tăng và hết lòng bố thí cúng dường. Cho nên cái kiếp này tuy con có bị khổ đau tan nát trái tim, nhưng mà duyên lành nhiều đời đã dày đã đủ, cho nên con dứt được hết lậu nghiệp, chứng được thánh quả. Và kể xong cái chuyện quá khứ này thì Ngài Sankati, Ngài phóng quả quang tam muội, tự đốt nhục thể của Ngài, và xá lợi nó rơi xuống như mưa. Đó là câu chuyện khởi nhân để Đức Thế Tôn nói bốn câu kinh pháp cú này. Ai sống trang nghiêm thân nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh xứng danh đệ tử Phật. Thưa, có một liên hệ là trang nghiêm thân này, tức là ta nhìn cái cuộc đời của vị cư sĩ Sankati này. Ông vẫn sống ở trong nhung lụa bạc vàng, vẫn hưởng thụ cái đời sống vật chất bình thường như con người. Và từ cái điều này nhìn lại, thưa đại chúng, là có khi tâm thức của mình rất hẹp hòi. Hẹp hòi là sao? Mình nhìn người ta thấy người ta đẹp hơn cái mình ganh tị, nhìn người ta thấy người ta giỏi hơn cái mình ganh tị, thấy người ta giàu hơn cái mình ganh tị. Thưa, mình càng ganh tị thì càng gì? Phước càng mòn. Tâm của mình nó hẹp bao nhiêu thì phước của mình nó teo lại bấy nhiêu. Trong khi đó các vị nhìn những người giàu có hơn mình, đẹp đẽ hơn mình, sang quý hơn mình, thành công hơn mình bằng cái niềm gì? Cái niềm hoan hỷ. Tôi chưa được như anh, nhưng anh làm được điều đó, tôi xin chúc mừng anh. Anh đẹp hơn tôi, ồ hay quá. Những người đẹp như thế thì ai mà chẳng thương. Ta hãy khởi phát cái niềm thương yêu, kính trọng, tôn quý họ. Thì thứ nhất là mình có mất gì không? Đâu mất gì đâu. Mà thêm nữa là mình được cảm tình của người kia nữa là cái chắc, có phải không? Còn các vị khởi tâm thù ghét, ganh tị hay là mỉa mai người ta thì sao? Chắc chắn một điều là mình không có thể làm thân với người kia được, không thể có cảm tình với người kia được. Sinh ra đời, thưa đại chúng, rất là kỳ lạ. Có khi cùng một dòng máu từ bố mẹ ấy sinh ra, nhưng mà bố mẹ đó lại sinh ra người con rất khác với mình, không giống mình. Không giống về cách ăn, cách nói, không giống về trí tuệ, không giống về màu da, sắc tóc gì cả. Và chuyện này nó có thiệt. Và các vị nhìn trong cuộc sống hàng ngày, các vị thấy điều này rất là rõ ràng. Cho nên phước đức của một con người nó quyết định nên đời sống vật chất của người đó. Họ học hành giỏi, họ đẹp đẽ, họ sang quý, họ khỏe mạnh, vân vân. Mọi cái nó đều đặt trên cái căn bản phước đức của quá khứ họ đã tạo thành. Cho nên mình nhìn bất cứ ai, mình đừng bao giờ khởi tâm ganh tị thù ghét gì cả. Hãy tán dương họ, khen ngợi họ, thì mình làm được cái việc là tùy hỷ công đức. Cái phước đức nó tự nhiên nó nở lớn trong cái tâm thức của người biết chia sẻ, biết cùng vui với niềm vui của người khác. Mình nhìn người khác mình trách móc, giận hờn, ganh tị thì tự nhiên không lấy được cảm tình người ta, mà lại còn làm cho phước đức của mình nó càng giảm nữa. Trái tim mình nó teo nhỏ lại. Và điều này rõ ràng là các vị nhìn vào vị cư sĩ Sankati này, quý vị thấy rất là rõ. Phước của ông tạo trong quá khứ rất là nhiều, cho nên ngay hiện tại được vua giao cho cái chức nhiếp chính một quốc gia. Rồi cái phước đức rất là lớn, cho nên cuộc đời nó sang quý như thế. Rồi cái phước khổ lậu quá khứ đã có, cái phước bố thí cúng dường đã có, cho nên dù khổ đau nó tràn ngập nhưng mà vẫn có điều kiện để chứng nghiệm được quả giải thoát. Đó là cái điều đầu tiên trong bài học này nó trao cho chúng ta, trong cái câu chuyện này nó trao cho chúng ta. Và từ điều này xin các vị nhớ cho là khi mình nhìn bất cứ ai mà mình khởi cái tâm gì? Ganh tị nè, ghét nè, đố kỵ nè, vân vân, thì mình biết là mình tự bào mòn phước đức của mình rồi. Mình tự làm cho cuộc đời mình thấp thỏi xuống rồi đó. Hãy nhớ như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là an tịnh nhiếp phục là gì? Thưa đại chúng,
Nó có một cái điều kỳ lạ là thế này. Có những người họ có một cái đời sống vật chất đủ đầy, họ có danh thơm, họ có tiếng tốt, thế nhưng họ không hề coi những điều đó là quan trọng gì cả. Họ coi nó rất là thường, và tâm thức họ nó dễ chan hòa với người khác. Nhưng mà có những người thì họ không có danh thơm, không có tiếng tốt, không có cái địa vị, không có cái vật chất, không có cái điều kiện giàu có sang trọng, không có thành công trong xã hội, nhưng mà tâm thức của họ thì rất là bất an. Nó có điều rất là ngược như vậy. Ví dụ như người ta giàu có nè, người ta sang quý nè, thì họ bất an thì cái chuyện đó rất là đúng. Tại vì họ đang ở trên cái địa vị cao, họ lo sợ phập phồng. Họ đang có tiền nhiều, họ lo sợ phập phồng thì điều đó cho phép. Còn ta là những người của cải không bao nhiêu nè, không có gì để lo, không có gì để mất, ấy vậy mà ta rất là bất an. Nó có trường hợp rất là ngược như vậy. Cho nên trong cái bài học này mình nhìn ra một điều là có những con người như Santati, hắn sang quý, hưởng thụ điều kiện vật chất rất là cao, nhưng mà tự thân hắn, mình ở ngoài nhìn tưởng là hắn chìm trong dục lạc, nhưng mà thực tế thì đời sống nội tâm nó có cái sự an tịnh và nhiếp phục. Cái nghiệp lành của quá khứ nó vẫn còn, cho nên ngay trong hiện đời cái nền phước này không mất. Đến nỗi là cái nỗi khổ đau nó có tràn về tâm thức anh, nhưng mà anh cũng vượt qua được, đến chứng nghiệm được đạo quả, chứng nghiệm được cái niềm vui niết bàn, tịnh lạc. Đó là cái bài học thứ hai mà ta nên quán chiếu kỹ để đi vào. Và có một cái câu hỏi mình đặt ra đây là thế này: cái lòng bao dung á, cái lòng thương yêu của mình lớn á, thì cái phước của mình nó lớn. Và trên đời này quý vị hãy thử mà nhìn coi những người họ giàu có, họ đều có cái tâm như vậy cả. Ta nghe cái anh chàng, cái anh chàng đó rất là kỳ lạ. Ảnh đi xe mà ảnh đậu á, thì ảnh lựa chỗ nào mà không có tốn tiền ảnh mới đậu. Bỏ một hai đồng xu đối với mình có nghĩa lý gì? Thế mà không bao giờ đậu á. Tới bãi biển thì lựa vòng vòng quanh, chạy mấy vòng cũng được, chỗ nào mà không tốn tiền đậu. Nhưng mà cái kỳ lạ hơn nữa là thế này: khi có bão lụt, khi có những cái chương trình từ thiện á, thì anh ký 1 triệu, 2 triệu, nhẹ như chúng ta cầm tờ giấy bỏ xuống vậy đó. Cái lạ của những con người vậy. Cho nên nó chứng minh một điều là, thưa, đối với những người có cái tâm tốt thì họ xài cho chính họ thì ít, mà xài cho người thì rất là rộng lượng. Hãy nhớ như vậy. Người mà càng vị tha bao nhiêu thì cái tâm của họ tràn đầy phước bao nhiêu. Người vị kỷ bao nhiêu thì thưa đại chúng là phước càng teo nhỏ bao nhiêu. Và thông thường những cái tay tỷ phú á, mình có dịp mình để ý thử coi, rõ ràng những cái tay tỷ phú là một nè, những cái minh tinh bằng bạc là hai. Họ tự có cái phước rất lớn của họ, tướng của họ nó biểu lộ cái phước rồi. Tại sao? Thưa đại chúng là quá khứ họ đã gieo trồng nhiều nhân lành, cho nên hiện đời cái tướng đó không thể nghèo được. Nó đi đâu với nhau như thế. Còn bây giờ thưa đại chúng là ta cố gắng ta làm giàu mấy thì ta chỉ có thể ngang đây ta làm giàu thôi, mà tướng ta là cái nghiệp quá khứ nó không đổi được. Và rõ ràng là mình có thể giàu, nhưng mà mình sang thì nó còn phải bước lên một bước nữa. Giàu khác, sang khác. Sang là sao? Đó là những người tập ấm của đời sống gia đình. Gia đình họ đã từng sang quý, đã từng giàu có, cho nên cái nền giáo dục gia đình đã được thấm đẫm, đã được nhuộm từ lúc bé. Cách họ ăn, cách họ đứng, cách họ đi, nó khác với mình chứ. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Cho nên thưa đại chúng là mọi việc nó quyết định bằng cái gì? Bằng cái cung phước đức của ta. Nói quanh quanh để trả lại một vấn đề là: tâm yêu thương càng rộng thì ta mới có khả năng làm cho đời sống mình phước đủ dày. Mà ở trên đời này có khi hơn nhau không phải là do khả năng tính toán của cái đầu, không phải khả năng hơn thua nhau về những cái khôn ngoan vặt vảnh. Anh khôn ngoan vặt vảnh chút chút, chơi cho vui thế thôi,
Nhưng mà để làm được người nhà giàu, làm được người nổi danh, làm được thống đốc tiểu bang, thưa, nó đòi hỏi phước của ta tạo rất là nhiều đời, chứ không phải một đời mà được. Cho nên chúng ta nên có cái nhìn như thế để tu tạo công đức lành, tu tạo phước từ ngay bây giờ. Và nhớ, không có gì mất đi cả. Một cái ý niệm ác khởi lên không mất, một ý niệm thiện khởi lên không mất. Cho nên ta hãy nuôi đời sống của mình ngay bây giờ bằng cái tâm hiền thiện yêu thương, bằng tấm lòng mênh mông độ lượng. Và ta làm được điều này cũng có nghĩa là ta nuôi đời sống mình cho nhiều kiếp tương lai, kiếp này, kiếp tới nữa. Thưa đại chúng, là mình đi mình không có mang hình hài này đi được, cũng không mang lý lịch của mình là con ông cháu cha gì đi được cả. Mình chỉ mang mỗi một cái cung phước đức của mình đã tạo trong kiếp này đi thôi à. Kiếp này các vị làm phước rất là đầy, rất là dư thừa, thì chắc chắn là cái kiếp sau các vị sẽ sinh ra làm ông hoàng bà chúa, vào cung vua, có thể làm điện hạ, làm thái tử gì bên Nhật cũng không chừng. Tôi mới có nghe cái thông tin là công chúa gì của Nhật đó, trong hoàng gia Nhật á, chỉ mới vừa sinh ra một đứa con còn nằm trong đôi thôi là thiên hạ đã gửi thiệp chúc mừng sùm, cả hoàng gia đều mừng, cả một dân tộc Nhật quay về chúc tụng nhà vua. Cái điều mình chia sẻ về câu chuyện khởi nhân, thưa, là phước đức, phước quá khứ làm nền cho đời sống hiện tại. Đó là cái ý thứ nhất từ trong câu chuyện này. Còn một ý thứ hai nó cũng khá quan trọng, mình nói thêm chứ không thôi quên. Đó là gì? Thưa, khổ đau làm nền cho giác ngộ. Cái này rất là quan trọng. Các vị nhớ trong giáo lý căn bản của Đức Phật dạy tứ diệu đế, thì cái này làm nền, phải không? Và trong cuộc sống ở nhân gian này, cái người nào mà dày dạn khổ đau, đã đi ngang qua những niềm đau nỗi khổ này, người đó cái tâm họ rất là dễ rộng rãi, dễ thương yêu. Tức là người nào mà được nuôi dưỡng trong những cái môi trường khó khăn cực nhọc, người đó dễ cảm thông với những người đồng cảnh ngộ với mình vô cùng. Rõ ràng là như thế. Điều thứ ba là, thưa đại chúng, là cái nỗi khổ lớn đến với con người mà con người khéo quay về thì con người đó sẽ trưởng thành rất là nhanh, đứng lên giữa cái quan tàn đổ nát cũng rất là dễ dàng, và lòng của họ dễ cứng rắn. Và cái cuối cùng mình muốn chia sẻ đây là, thưa đại chúng, những cái khổ đau nó là cái gì luôn đến với ta. Không có một con người nào trên hành tinh này mà không nếm cái hương vị này cả. Các vị từng nếm chưa? Chút. Chắc chắn một điều là chúng ta có mặt trên hành tinh này, cái điều này nó là cái điều nền tảng. Từ bé nỗi khổ đã đến với ta, lớn lên có gia đình nỗi khổ cũng đến với ta, rồi có gia đình tưởng đâu là yên ấm quá, ra là ta cũng rước về một cái cục khổ đeo bên lưng. Và cái cục khổ kia mà lỡ mất đi thì ta lại còn khổ hơn nữa. Rõ ràng là cái điều này nó rất là kỳ lạ, nhưng mà ta đi quanh ta gặp hoài à. Rồi ví dụ như ta không có con thì khổ đã đành, nhưng mà có con rồi đôi khi cũng chảy nước mắt vì con. Chưa có người yêu thì băn khoăn, mà có người yêu rồi thì khổ trăm điều. Gan không đủ chết. Chúng ý đâu mà. Và mình chia sẻ điều đó để thưa cùng đại chúng là cứ mỗi một khổ đau nó đến với ta thì ta có cơ hội để làm gì? Thưa, để giác ngộ, phải không? Và khổ đau nó đến với người nào nhiều nhất, đáng lẽ người đó phải giác ngộ nhiều nhất. Thế mà dường như chưa ai chịu giác ngộ hết nha. Ở đây á, mình nhìn lại cái gương của người cư sĩ này, Santati này, các vị thấy là trái tim ông tan nát, vỡ nát á, người thương của mình, và vì mình mà nhịn đói 7 ngày để có những cái vũ điệu tuyệt vời cho mình thưởng thức ấy, vậy mà nửa chừng ngã đuổi ra chết.
Và Đức Thế Tôn còn xác nhận thêm một lần là cái người con gái kia đã bóp nát trái tim ông nhiều lần chứ không phải một lần đâu. Đó là một trong nhiều lần nước mắt của ông dồn lại bằng nước mắt của biển lớn vậy đó. Thì ta thử nhìn cuộc đời mình thì mình thấy là có khi mình cũng giống giống với anh chàng đó. Cái người mình thương cũng từng bóp nát trái tim mình nhiều lần ấy chứ. Ấy vậy mà chưa chịu giác ngộ. Cho nên cái ý thứ hai của câu chuyện này là một món quà tặng rất lớn cho chúng ta, để các vị lưu ý là hãy nhận diện những khổ đau nó đến với mình như cái điều kiện để mình giác ngộ. Mỗi cái bực bội, khó khăn, khổ đau của cuộc sống, của người thân, của mọi thứ trong cuộc đời này nó đến với ta, ta đừng coi nó là niềm đau nỗi khổ nó trút lên cuộc đời để đầy đọa ta, mà ta hãy coi đó là những cái điều kiện giúp ta để ta giác ngộ, ta trưởng thành, ta vươn lên, để ta đi vào cái đời sống tâm linh, đời sống tu tập càng ngày càng giỏi hơn. Đó là ý nghĩa từ cái câu chuyện này. Nhớ vậy nghe. Mai mốt mà các Phật tử đến với tôi mà nói thưa thầy con khổ quá thì trật rồi. Rõ ràng là không biết tu. Hãy biết tu đi. Đó là mình chia sẻ những cái bài học từ câu chuyện. Nó có hai điều ở trong đây để mình giải thích về cái bài kinh này. Những điều mình nói tới nó lui có đôi khi nó cũng cũ xì à. Rồi cái may mắn là các vị nghe là các vị quên, cho nên các vị thấy mình nói nó mới, phải không? Tưởng đâu là ông nói cái gì hay quá đâu, ông nói quanh quanh là chuyện đó thôi, chuyện cũ thôi. Ta chia sẻ điều đầu tiên là từ hai câu này: trang nghiêm thân, vạn tịnh nhiếp phục. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai mình đi vô nữa là làm tăng trưởng thiện nghiệp. Cái điều đầu mình mời các vị đi vào là chăm sóc thân trong chánh niệm. Chăm sóc thân bằng chánh niệm. Vấn đề kế tiếp là ta hãy chăm sóc những cảm thọ mình bằng chánh niệm. Mình chăm sóc thân mình. Như trước khi đi vào nội dung của bài, mình có gợi ý cho các vị về cách chăm sóc bên ngoài, chăm sóc bên trong, nhưng mà chưa đi sâu vào cái chăm sóc thế nào là bằng chánh niệm. Bây giờ mình hãy chăm sóc nó bằng chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tức là cái sự có mặt của ý thức mình khi thân này động tịnh đến đi, gọi là chánh niệm. Cái sự chú ý của mình đến thân gọi là chánh niệm. Mình chưa nói đến các Phật tử, mình nói đến cái phạm vi của người tu thôi. Ví dụ như mình là một ông thầy tu, mình vô trong cái tiệm ăn, cái mình ăn uống rất ư là thô tháo, cái tư cách ngồi của mình nó không có ra vẻ gì ông thầy tu hết. Thế thì thưa đại chúng là người Mỹ họ nhìn, họ không biết mình là ở cái hành tinh nào rớt xuống. Đó là điều thứ nhất. Nó rất là vụng về rồi. Cái điều thứ hai, nếu mà rủi ro gặp một Phật tử mà quen thân từng đến đây học đó, thì họ sẽ thất vọng vô cùng. Họ nghĩ bình thường thầy Phước Tịnh đứng lớp ông dạy học thì coi cũng còn tạm tạm, bây giờ tự nhiên vô cái tiệm ăn của Mỹ mình thấy ổng ăn ối chà, còn tệ hơn là mấy anh ngoài đường phố chết đói đâu 5-7 kiếp gì mới vô ăn. Thế thì thưa, chắc chắn một điều là tất cả cái niềm tin của các vị về ông thầy đổ vỡ hết. Dù tôi có nói chuyện hay như mây như mưa, tôi thuyết pháp mà chư thiên rải vai cúng dường, thì chắc chắn một điều là với các vị nhìn một lần đó lần sau đừng hòng mời tới Xá Lợi học mất công. Đó là cái chuyện mà nói trong thế giới người tu. Nếu mình thiếu chánh niệm thì mình ăn nè, mình uống nè, mình đứng nè, mình đi nè, mình nói năng, mình tiếp xử, thưa mọi cái nó đều vụng về lượng thượng cả. Đó là trong phạm vi người tu. Các vị lưu ý là ông bà ta có nói một câu là cái nết đánh chết cái đẹp. Cái con người kia dù họ không đẹp, nhưng mà họ có cái tư cách, cái tính cách của họ cao quý, đẹp đẽ, trang trọng.
Thế thì con người kia cái giá trị họ tăng lên gấp 3 lần so với cái điều kiện nhan sắc của họ bên ngoài rồi. Các vị để ý mà coi các cái ông hoàng bà chúa có khi xấu đuôi à, không có phải là đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà họ được nuôi dưỡng trong cái môi trường giáo dục tốt, họ được đào tạo cái tính cách của họ đầm thắm, trang trọng từ bé, cho nên tự nhiên họ có cái tính cách của con nhà quan, con vua cháu chúa thôi. Thưa, cái điều này rất là dễ làm. Cái căn bản của nó được đặt vào để hình thành cái tính cách, đó là cái năng lực này, năng lực chánh niệm này. Tôi gợi ý một điều các vị thử hình dung nè. Ví dụ như trong một cái hậu trường 5.000 Phật tử, họ đón một vị thầy lên để giảng pháp, mà vị thầy đó rủi ro thai là thầy Phước Tịnh. Và khi nghe vị thầy bước vào cửa thì họ lại đặt họ đứng lên để đón. Thì thấy ổng đi cà lắc sách ở ngoài, ổng đi vô. Cái điều đầu tiên là mình bắt cảm tình rồi. Thứ hai là nhìn kỹ là thấy áo quần ổng lượm thà lượm thượng, càng mất cảm tình hơn. Rồi cái gì nữa, ổng đi ngang cái chỗ người ta trưng bày bình hoa chậu kiểng, ổng đi ngang ổng dấp cái chân té cái đùng. Thế thì còn nghĩ lý gì? Tôi nghĩ là chắc chỉ có nước ông ra xe đi về liền xin cáo lỗi cùng thính chúng thôi, chứ không còn có khả năng để leo lên pháp tòa giảng một câu pháp nào cả. Và nói như thế để các vị có thể hình dung được một điều là cái nết của con người nó được hình thành bằng cái năng lực định tĩnh chánh niệm này. Khi ta có được cái sự an bình trong tâm thức thì ta đi đầm thắm, ta nói đàng hoàng, ta ăn đàng hoàng, ta để cái đũa đàng hoàng, ta uống ly nước đàng hoàng. Còn nếu mà cái năng lực chánh niệm không có, tức là mình làm việc mà tâm mình nó chạy bất cứ phương trời nào, tức khắc là mình uống mà mình đâu biết mình uống, mình ăn mình cũng không biết mình ăn, mình đi thì chân thì đi nhưng mà thần trí để nơi khác, cho nên vướng vấp, đá thúng, đụng nia, bể đồ, rớt bình phong chậu kiển là chuyện bình thường. Rồi rõ ràng là cái điều này là cái sự sai lầm lớn nhất của chúng ta, dù ở trong đời hay trong đạo cũng giống như nhau. Các vị làm được một điều là làm bất cứ việc gì các vị đều đặt cái tâm của các vị vào nơi ấy, thì tự nhiên là các vị làm cho thân của các vị được trang trọng, nghiêm tịnh, đẹp đẽ, sang quý. Các vị làm bất cứ điều gì các vị đều để ý thức của các vị làm, thì trong cái cách làm của các vị nó thể hiện được sự an bình, tĩnh tại, không có vụt chạc, không có nóng nảy, không có bất an, không có sao động. Thưa, làm được cái điều là đem tâm các vị về lại ngay nơi thân để biết từng cái việc làm một cách chăm chú, thì các vị đang nhiếp phục ý của các vị về lại với thân. Khi ý của ta mà về lại với thân thì cái gì có mặt? Thưa, những cái lo lắng, sao động về quá khứ, tính toán tương lai, nó không còn cần thiết nữa. Bây giờ tâm mình dừng lại ngay nơi đây, có nghĩa là mình loại trừ được cái gì? Cái căng thẳng. Phải không? Cái bệnh trạng con người hiện tại là cái sự căng thẳng này. Căng thẳng là do gì? Lòng của họ suy tư bời bời, những cái quá khứ lo lắng nó chạy về, những cái tương lai bất an nó đang hiện về, và họ để tâm thức họ nó chạy tới chạy lưa lăng xăng, nó nặng trĩu, cho nên nó căng thẳng. Và căng thẳng lâu ngày thì đưa đến tình trạng gì? Rõ ràng là tai họa vô cùng, có thể bị tai biến mạch máu, có thể bị cao huyết áp, đưa đến suy tim, đưa đến tiểu đường, vân vân, mọi cái bệnh trạng phát sinh nếu chúng ta không biết nhiếp phục tâm, không biết chăm sóc thân mình bằng chánh niệm. Thế thì chăm sóc thân bằng chánh niệm không có nghĩa là mình phát nguyện tu, mình thọ giới, mình thọ tụ giới, thọ Bồ Tát giới mình mới tu như thế, không phải. Các vị biết thương các vị, biết làm cho đời sống của các vị càng ngày càng có phẩm chất và được cao quý, thì các vị phải biết chăm sóc thân mình bằng chánh niệm thôi à. Tức là đem cái tâm lang thang nó chạy tứ phương nó về lại ngay nơi đây. Hãy gọi nó một tiếng: tâm ơi tâm, đi đừng đi chơi nữa, thôi mới ở lại với ta đi. Ta nỉ nó để cho nó về lại với thân. Thì các vị làm được một việc tuyệt vời là các vị làm cho sức khỏe các vị tăng trưởng, bệnh tật thối lui. Các vị ăn một miếng ăn biết ngon, ngắm một bông hoa nhìn thấy được cái đẹp, ngồi chơi với người thân thưởng lãm được cái sự có mặt đầm ấm của người thân mình. Bằng không thì thưa đại chúng là
Đời sống gia đình có khi chồng một nơi, vợ một nẻo, cách nhau hàng nhiều tháng mới gặp nhau. Thế nhưng gặp nhau thì vui được 5 phút thôi, 5 phút sau thì ta bận nhiều chuyện lắm. Trong đây nó tính toán đủ điều, cho nên người có mà như như không. Và tệ hơn nữa là ta kiếm đủ thứ chuyện để gây gỗ cãi cọ nhau. Cho nên thưa đại chúng, là mức cạn nhất của đời sống thực tập ta là hãy khéo chăm sóc thân bằng chánh niệm là như thế. Ôi, nhìn coi sao đồng hồ nó không chịu chạy vậy, nói nãy giờ chưa chịu 9 giờ là sao. Mình đi vào cái phần thứ hai, đó là chăm sóc những cảm thọ bằng chánh niệm. Cảm thọ là cái gì? Nó sinh khởi rất là tất yếu trong tâm thức của các vị. Cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ không vui không buồn, rồi cảm thọ gì nữa? Cảm thọ cô đơn, cảm thọ bất an, vân vân. Tất cả những cái đó ta gọi chung là những cảm thọ của tâm. Và các vị để ý cả một ngày, những cái cảm thọ này nó sinh khởi bao nhiêu lần, nó đến và đi trong cái vùng trời tâm của ta bao nhiêu lần? Thưa, quá nhiều, phải không? Vui đó, chợt buồn đó, nghe người ta khen cái lỗ mũi mình nó cao lên được một chút, nghe người ta chê cái nó xẹp xuống một chút. Và mỗi một ngày như thế mình để ý thì mình thấy mình bị người ta sỏ mũi dẫn đi, giống như người ta sỏ mũi con gì đó, kéo đi kéo về. Người ta dẫn con trâu đi á, người ta còn tốn công sỏ mũi nó rất là đau, tốn dây, tốn nhợ, tốn người dẫn. Mà chúng ta thì thưa các vị là ta không cần tốn gì cả, khen một câu là đủ dẫn ta đi rồi, chê một câu là đủ dẫn ta đi rồi. Cái vui, cái buồn, cái tức tối, cái bất an, cái ganh tị nó luôn phát sinh trong cái vùng trời tâm của chúng ta, chỉ bằng một câu nói thôi. Có khi không cần nói, nhìn một cái thôi. Có khi nào các vị bị vậy chưa? Bị người ta nhìn một cái ánh mắt cay đắng, cái các vị cũng thấy hận đời rồi, chứ đừng nói chuyện là ta nói. Và thưa đại chúng, là rõ ràng là những cảm thọ của chúng ta nó đến và đi, nó xâm chiếm cái vùng trời tâm của chúng ta, nó làm cho ta rất là bất an. Cho nên người Phật tử thực tập khéo là người biết chăm sóc cảm thọ của mình bằng chánh niệm. Chăm sóc cảm thọ bằng chánh niệm là gì? Là một việc dễ dàng thôi. Tức là khi vui đến thì mình thử làm một việc là nhận biết cái niềm vui đang có mặt trong trái tim ta. Buồn đến thì làm một việc giản dị là nhận biết cái buồn nó đang có mặt trong ta. Cái nỗi cô đơn đến, cảm thấy trống trải nó có mặt trong đây, thì mình nhận biết đây là cái nỗi cô đơn trống trải của ta. Cái điều này thưa có gì hay, có gì tuyệt vời không? Có gì hay, có gì tuyệt vời không? Hay là sao? Thưa hay lắm chứ. Lâu nay á, khi buồn đến thì mình thấy mình là nỗi buồn, bị nỗi buồn nó nhận chìm. Rồi vui đến thì mình thấy mình là niềm vui rạng rỡ hưng phấn. Rồi cô đơn đến thì mình thấy mình trống trải quá, cho nên mình phải mở tủ lạnh kiếm cái này ăn, mở tủ lạnh kiếm cái kia ăn, rồi bóc điện thoại lên gọi người nọ, gọi người kia để lấp trống cái nỗi niềm cô đơn của mình. Mình đồng quá mình với những cái cảm thọ đó. Cái cảm thọ đó sinh lên là mình lập tức đồng quá mình vào cảm thọ. Chứ thực tế thì không phải như thế. Cảm thọ là những cái trạng thái vui buồn của tâm thức, nó đến và đi, nó trôi ngang qua cái vùng trời tâm của ta. Mà tâm của ta là cái sự nhận biết những cảm thọ, chứ tâm của ta không phải là những cảm thọ. Ta hãy hình dung thế này cho dễ hiểu nè. Cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ giận, cảm thọ bất an, tất cả những cái ấy là những cái chương trình để nạp vào máy thôi. Và thưa đại chúng, là những chương trình không phải là máy. Phải có cái máy trước thì mới nạp chương trình vào được chứ. Nguyên tắc là như thế. Ấy vậy mà ta cứ nghĩ chương trình là ta. Ta không nghĩ ta là cái máy. Ta cứ nghĩ là những đám mây đến đi trong bầu trời là ta, mà ta quên ta là bầu trời, ta không phải là mây. Mình làm được cái điều giản dị là nhận biết đây là vui, đây là buồn, đây là giận, đây là bất an, đây là nỗi cô đơn của tôi, thì ta làm được một điều. Ta là máy, mà những cái chương trình đó có thể mở chương trình này, mở chương trình nọ, mở chương trình kia. Nó đến và nó đi, nó nằm trong máy, nó là cái bé nhỏ vô cùng so với cái máy. Nó không phải là tổng thể của cái máy, đúng không ạ? Cái máy nó có chương trình nào trong đó không?
Thưa không, tâm ta cũng thế. Cái sự nhận biết của ta, thưa các vị, nó không hề có tiếng nói gì thầm gì cả. Nó phủ trùm, nó lớn lao, nó mênh mông, nó dung chứa được tất cả những cái cảm thọ này. Ta không phải là những cảm thọ vui và buồn bé nhỏ. Ta chính là cái bầu trời tâm rất là mênh mông. Sống với chánh niệm, chăm sóc cảm thọ bằng chánh niệm, có nghĩa là các vị luôn nhận biết những cảm thọ đến với các vị mà các vị không phải là cảm thọ. Các vị đừng đồng hóa mình vào những cảm thọ, gọi đó là sống chánh niệm. Có dễ làm không? Buồn tới cái mình thấy mình chìm liễm mà mặt mình ủ ê xìu xuống, niềm vui đến cái mình hưng phấn lên, ai khen mình một câu cái mình bay lên, chê mình câu cái mình thiên thần gãy cánh rớt xuống cái đuổi. Rõ ràng rất là tội. Và thưa, điều này nó đã xảy ra hàng ngày. Bây giờ mình phải làm một việc rất là thông minh của người con Phật là gì? Thưa, cái gì nó cũng có những bước khởi đầu, bước kế tiếp. Bước khởi đầu là các vị phải làm được là đem tâm các vị về lại với thân, để các vị có thể bước từng bước chân an bình, bước đi biết mình bước đi, uống nước biết mình uống nước. Và làm được điều này vững vàng rồi thì mới làm được điều thứ hai, là nhận biết được những cảm thọ nó đến và đi trong tâm thức. Chưa làm được cái điều là chưa đi đã chạy, chưa vào nhà bếp đã ăn trước, thế thì ta không thể làm được cái việc là chăm sóc những cảm thọ. Xin nhớ như vậy. Cái điều đầu tiên ta phải làm là đem tâm về lại ngay nơi thân, để làm cho thân này nó luôn ấm cúng. Lâu nay mình đã để tâm mình nó đi rất là xa, nó bỏ cái căn nhà hình hài này, hoang phế trống trải bao nhiêu năm rồi, rất là lạnh lùng, không có con người. Bây giờ mời tâm về lại ngay nơi đây, để nhận biết là đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, ho hang cạn nhổ, mọi cái mình đều dùng ý thức mình thắp sáng. Tất cả những cái cử động nhúc nhích của thân đều được ý thức soi sáng, thì gọi đó là chăm sóc thân bằng chánh niệm. Và làm được điều này thì ta làm được một điều thứ hai, là khi vui đến mình nhận biết cái vui đang có mặt. Mà nhận biết được vui đang có nghĩa là ta là sự nhận biết, mà vui là cảm thọ đến với ta, phải không? Buồn đến với các vị nhận biết đây là cái buồn của tôi, mà tôi là sự nhận biết cái buồn với tôi, không phải là nỗi buồn. Thì điều này các vị làm được có nghĩa là gì? Có nghĩa là các vị sẽ làm cho cuộc đời các vị không còn những cái buồn, phiền, bực bội, bất an, quấy nhiễu. Đành rằng buồn, phiền, giận tức nó vẫn có, nghĩa là nó vẫn sinh khởi, nhưng mà lúc bây giờ các vị nhìn thấy nó là đối tượng đến mà thôi. Ta là người chủ, nhận diện nó, biết nó, chứ ta không phải là người khách. Thế thì các vị tự nhiên vượt thoát được buồn, khổ, bất an, sầu tủi dễ dàng, không khó khăn gì cả. Đó là chúng ta trang nghiêm được thân từ mức độ cạn đến mức độ làm cho nó an tịnh và nhiếp phục được nó bằng cái con đường chăm sóc thân và chăm sóc các cảm thọ. Thứ hai là chúng ta đi vào tăng trưởng thiện nghiệp. Thưa đại chúng, cái câu trên này có nghĩa là ai sống trang nghiêm thân nhưng an tịnh nhiếp phục, đó là cái con đường mà chúng ta vừa giải thích, là muốn làm được điều này hãy chăm sóc thân bằng chánh niệm, chăm sóc cảm thọ bằng chánh niệm. Sống kiên trì phạm hạnh xứng danh đệ tử Phật. Thưa đại chúng, là kiên trì và phạm hạnh này có nghĩa là làm tăng trưởng thiện nghiệp. Có hai loại thiện nghiệp: cái thiện nghiệp hữu lậu, cái thứ hai là trí tuệ vô lậu. Thế nào là thiện nghiệp hữu lậu? Thưa đại chúng, là trên nhân gian này cái gì nó cũng có hai phần cả, tức là phần vật chất và phần tâm linh, hay là vật chất và tinh thần. Nếu có hình hài này, vật lý này, thì có cái bên trong của hình hài này là gì? Là vui, là buồn, là tình cảm, là suy tư, vân vân. Tức là vật chất và tinh thần là hai mặt của một đồng tiền, không bao giờ rời nhau cả. Đặc tính thứ nhất là cái thiện nghiệp hữu lậu này, tuy nó phù du, có không còn mất, nhưng mà nó là cái nền tảng căn bản để ta nuôi dưỡng cái trí tuệ vô lậu.
Ví dụ như cuộc đời tu mà không có cái thiện nghiệp hữu lậu thì chắc chắn ta cũng rất là khó tu. Ta có thể có trí tuệ, nhưng mà vì thiện nghiệp hữu lậu không có cho nên ta lê la đầu đường, xó chợ, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, rất là nghèo. Và ngày xưa cũng có những vị A-la-hán, các ngài có thể chứng nghiệm qua A-la-hán, nhưng mà các ngài khất thực hoài không ai cho. Quá khứ đã từng như thế. Thì từ cái điều đó ta quy chiếu lại để các vị nhận diện ra một điều là thiện nghiệp hữu lậu đành rằng nó có không còn mất theo cái sự sinh diệt của hình hài, nhưng nó cũng rất là quan trọng, cần phải có để làm nền tảng căn bản cho sự tu tập của chúng ta. Cho nên ngoài cái chuyện tu học Phật pháp, phát triển trí tuệ, ta phải làm một điều là gì? Bố thí nè, cúng dường nè, tụng kinh nè, lại Phật nè, phóng sinh nè, trì giới nè, sám hối nè, niệm Phật vân vân. Không hề có một cái gì ở trong già lam mà vô ích cả. Các vị nhớ cho như vậy, không hề có một cái gì vô ích đối với cái chuyện làm lành làm phước cả. Một cái giọt nước bé nhỏ thế nhưng mà trải hoài thì đầy hồ. Chưa hề có một người nào không học mà tự nhiên có trí tuệ cả. Không hề có một người nào từ nhỏ tới lớn chưa hề tập tè cấp sách tới trường mà có thể viết được chữ A chữ B. Nếu có những thần đồng không cần học mà có thể giải được những bài toán ở cấp đại học, thì do vì quá khứ anh chàng đó là một thức giả, một người đã từng học rất là giỏi. Cái trí nhớ ấy, cái sự quân tập ấy nó vẫn còn tồn tại. Cho nên hiện đời anh tuy chưa học, nhưng mà quá khứ đã là người, đã là nhà bác học rồi. Các vị nhớ như vậy. Thế thì tăng trưởng cái thiện nghiệp hữu lậu rất là cần thiết. Và mình lặp lại thế này: bố thí một đồng, giúp người một lời nói, mọi cái đều không mất. Ta hãy nhớ rằng cái đời sống mình nó rất là ngắn ngủi. Mình làm được cái điều gì lành, làm được cái điều gì tốt, giúp đỡ được ai, bất cứ điều gì, đừng bỏ qua cơ hội. Giúp người một lời, khen người một câu, thưa không có mất gì ta cả, mà nó lại tăng trưởng thêm thiện nghiệp của ta. Nó chinh phục được tình cảm của người đối diện. Người xưa nói là ai không thể nở được nụ cười đừng có bao giờ bán hàng cả. Và điều này nó rất là đúng, thưa đại chúng. Mình vô quán mình mua mà gặp cái chị bán hàng cho mình chỉ chưa bao giờ biết cười, mặt cái chị giống như ăn ớt, thế thì chắc chắn là ta quay ra, ta không buồn mua cái quán đó lần thứ hai. Lỡ vô rồi cũng quay ra nữa. Thì cũng thế, thưa, cái nụ cười, cái niềm vui, cái lời nói thân tình, lời khen nhau không mất gì ta cả, mà nó tạo được cái năng lượng thương yêu đời sống của chính bản thân ta. Các vị mở lòng các vị ra với bất cứ người nào coi, các vị thấy là đời sống của mình tự nhiên nó rộng ra thêm, niềm vui nó lớn hơn. Và cái quà tặng cho người kia không cần các vị phải tốn tiền gì cả, các vị chỉ cần một lời chăm sóc ngọt ngào, một lời nói yêu thương, hay là một nụ cười thôi là đủ làm quà tặng cho người kia rồi. Không biết tôi nói có đúng hay không, mà sao tôi thấy tôi mặt cứ nhăn hoài. Tuy nhiên các vị đừng bắt chước tôi. Đó là mình chia sẻ với các vị về cái thiện nghiệp hữu lậu. Và mình nhắc lại là thưa, thiện nghiệp hữu lậu này tuy nó còn mà mất theo với hình hài sinh diệt này, không hề có một sự nghiệp giàu sang nào mà nó tồn tại lâu bền hết nếu con người kia không biết giữ gìn. Và ta để ý coi, những người mà giàu họ giữ gìn được sự nghiệp lâu bền là đều là những người bố thí rất là rộng. Tôi có một người bạn ở Việt Nam, ảnh làm nghề thợ bạc, tức là chủ tiệm vàng đó. Anh nói cái nghề làm vàng này á thầy, nó rất là kỳ lạ thầy. Ai mà biết bố thí cúng dường á thì sẽ làm giàu được. Bằng không biết bố thí cúng dường, không biết bỏ lòng ra để giúp đỡ thì chắc chắn là sự nghiệp giàu sang bị đổ vỡ thôi. Và mình chưa có sống dai trên cuộc đời để chiêm nghiệm thử, nhưng mà chia sẻ cùng các vị để các vị nhớ cho là cái thiện nghiệp hữu lậu này, thứ nhất là phải vun trồng nó mới lớn. Cái điều thứ hai thâm sâu hơn là thiện nghiệp hữu lậu này nó có thể
mòn có thể mất, nhưng nó là nền tảng rất là căn bản để ta thành tựu được trí tuệ vô lậu. Rồi mình chia sẻ đến phần cuối để đi đến cái kết thúc. Trí tuệ vô lậu là gì? Các vị nhớ cho, cái gì mà có hình sắc á, cân đong đo đếm được thì mất, phải không? Cái mà không cân đong đo đếm được thì nó không mất. Ví dụ như của cải tài sản của mình đã tạo ra bằng mồ hôi nước mắt ở Việt Nam, mình đi mình đâu đem theo được ấy. Vậy nhưng có một cái mình đi qua cửa hải quan và cướp biển không có lấy mình được là cái gì? Cái các vị đã học bên kia, những cái khả năng chuyên môn của các vị về ngành nghề như ngành y, ngành dược, ngành gì cũng vậy, các vị đã nạp nó vô đây rồi thì thưa các vị, không ai có thể xét được, không ai cân được, đong đếm gì được cái khả năng trí tuệ của các vị cả. Ở lĩnh vực cạn nhất, cái trí tuệ đó nó không mất, đó chỉ là trí tuệ hữu lậu thôi, tức là do mình nạp dữ kiện vào, cho nên cái máy mình nó có nhiều chương trình, hoạt động được nhiều mặt, nó cũng là một loại mình thu vào bên ngoài mà thôi. Và cái trí tuệ thâm sâu hơn, cái từng trí tuệ hữu lậu nữa, đó là trí tuệ vô sư, tức là trí tuệ vô lậu. Nó có hai loại, một loại là trí tuệ hữu sư, hai là trí tuệ vô sư. Mình chia sẻ hữu sư và lặp lại để các vị nhớ hữu sư là gì. Tức là mình học hành nè, mình tập tành nè, mình nói năng nè. Ví dụ như các vị đam mê nhạc, các vị phải học nhạc. Các vị đam mê hội họa, các vị học hội họa. Và qua một cái quá trình các vị học, các vị thu những cái dữ kiện vào, tự nhiên rồi đến một lúc nào đó các vị không cần thu nữa. Các vị làm một cái điều tiêu hóa tất cả những cái dữ kiện ấy thành của các vị. Tự nhiên các vị có khả năng là sáng tác những cái tác phẩm nó khác với vị thầy. Nó có cái tính chất rất là riêng của tính cách các vị. Gọi đó là ta đã nhuần nhuyễn cái trí tuệ hữu sư, cho nên ta đạt đến cái trình độ vô sư. Mình học từ lớp 1 tới lớp 12, qua mấy năm đại học, cuối cùng lên đến tiến sĩ. Tiến sĩ không có nghĩa là anh copy cái này một chút, cái kia một chút, mà anh có thể viết được cái luận án tiến sĩ. Tiến sĩ là cái văn bản, nó phải có cái đặc tính sáng tác của riêng anh. Tức là cái điều sáng tạo đó nó khác biệt với những điều anh đã học. Hội đồng giáo sư người ta mới bằng lòng chấp nhận cho anh là một tiến sĩ. Anh phải bảo vệ luận án của anh, anh chống phá được tất cả những cái điều thắc mắc và đánh phá của người, anh bảo vệ cái phát kiến của anh thành công thì anh mới được công nhận là một tiến sĩ. Thế thì cái quá trình trong cái con đường học thuật nó cũng đòi hỏi là đi ngang qua cái tầng có thầy trước, phải không? Rồi mới đạt đến cái tầng không thầy sao? Đó là mình nói chuyện nhân gian. Bây giờ quay lại trong đạo là thế này. Thưa đại chúng, là cái trí tuệ hữu sư là một cái loại trí tuệ nó vận dụng cái năng lực nói thì thầm của ý thức, gọi là hữu sư. Khi các vị khởi một cái buồn, khởi một cái vui trong tâm thức, các vị vận dụng cái ý thức của các vị nói là buồn và vui vốn là một cảm thọ, nó đến mà đi. Ta còn một cái sâu hơn buồn và vui, đó là cái sự nhận biết của ta đối với những cảm thọ này. Ta không phải là buồn vui, ta là cái năng lực nhận biết tất cả loại cảm thọ. Thì đó được gọi là trí tuệ, nhưng trí tuệ hữu sư do vì nó có tiếng nói thầm thì. Các vị hiểu dễ rồi chứ ha. Rồi khi mà nó đã thuần như thế thì cái buồn cái vui nó hiện đến các vị không cần nói nữa. Các vị làm gì? Thưa, nhận biết mà không có một tiếng nói thì thầm gì phát sinh cả. Giống như mình nhìn thôi à. Mình dùng cái ánh sáng của tự tâm mình chiếu nó một cái, thì những cái loại ma quỷ vui buồn bất an sầu khổ nó biến mất. Ta gọi ấy là cái trạng thái của trí tuệ vô sư. Nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm, đó là cái tầng sâu nhất để làm tăng trưởng thiện nghiệp. Có đủ dễ hiểu chưa? Câu hỏi thứ hai quan trọng hơn là tu được điều này không? Thất bại rồi, nói khang tiếng mỏi miệng mà rồi nghe thì
hay, ông nói nghe phải, nhưng mà làm thì làm không được thì thất bại rồi. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ bốn câu kinh pháp cú này chắc cũng hết lòng rồi đó. Bây giờ mình rút kết lại vài vấn đề cho các vị nhớ thôi, và mong rằng các vị sẽ thực tập được những cái điều mình chia sẻ. Cái điều thứ nhất gợi ý để các vị nhớ là ta hãy khởi phát cái tâm lành liền khi chợt nhớ. Các vị biết cái tâm lành nó là nền tảng của phước đức nè, nền tảng của thiện nghiệp mình tăng trưởng nè, nền tảng của đời sống hạnh phúc ngay trong hiện đời. Khi mình phát cái tâm đủ lành, cái thương yêu đủ rộng á, thì đời sống mình nó chan hòa hạnh phúc, nó ban tặng niềm vui cho người xung quanh. Mà cái tâm lành này mình dễ quên lắm. Mình nhìn người ta, mình dễ phát sinh cái sự ganh tị, thù ghét. Mình không có thể phát sinh được cái ý niệm rất là lành, rất là thiện, quý kính, tôn trọng, thương yêu. Cái này rất là khó. Cho nên quên thì thôi tha cho, nhưng mà chợt nhớ. Chợt nhớ là lúc nào? Lúc khởi cái ý niệm ghét người ta là lúc đó phải nhớ liền là thay vì ghét thì mình hãy phát khởi cái tâm rất là lành, rất là thương yêu, rất là bao dung, rất độ lượng với người. Đó là điều đầu tiên ta nên thực tập, là hãy khởi phát tâm lành khi chợt nhớ. Các vị nhớ chưa? Là mình quên thì nhiều hơn, có phải không? Mà khi nào làm cho cái nhớ có mặt? Khi mình giận ai, khi mình ghét ai, khi mình muốn trừng trị ai, lúc đó mình phải nhớ là thay vì làm điều đó rất là ngược, làm cho phước của mình tổn giảm, làm cho đời sống mình bất hạnh thêm, thì mình hãy quay về phát khởi cái tâm rất là thương yêu, rất là kính trọng, rất là độ lượng đối với người. Đó là cái lúc cần thiết ta phải phát tâm lành. Ý thứ hai là xin hãy chăm sóc thân tâm ta cho thật giỏi. Ta chỉ có một cái hình hài này thôi. Bố mẹ sinh ra chỉ có một hình hài này, chứ không phải sinh thêm cái thứ hai để dành khi cái hình hài này hư mình xài đỡ cái khác, chứ không có. Mỗi người chỉ độc nhất có một hình hài thôi. Cho nên xin các vị nhớ chăm sóc thân tâm mình cho thật giỏi. Và những cái tầng chăm sóc thì mình chia sẻ rất là kỹ. Chăm sóc cạn bên ngoài, chăm sóc sâu bên trong, rồi chăm sóc bằng chánh niệm đối với thân, chăm sóc bằng chánh niệm đối với những cảm thọ. Ý thứ ba là hãy tu tập những cái thiện nghiệp khi có cơ hội. Thưa ta có được bao nhiêu cơ hội để tu tập thiện nghiệp? Bao nhiêu? Thưa đại chúng, là mình thông minh á thì giờ nào phút nào cũng là cơ hội để ta tu thiện nghiệp cả. Mình khởi tâm lành, mình rải lòng từ, mình đến cái cây, đến con thú, đến con kiến, đến con muỗi là tu thiện nghiệp. Mình khởi tâm thương yêu của mình đối với người thân của mình là thiện nghiệp. Mình hướng cái năng lượng lành mình về người bệnh là thiện nghiệp. Hướng cái tâm của mình đến những cái vùng đói kém của châu Phi, khi nhìn tivi thấy những trẻ em rất là bất hạnh, đó là tu thiện nghiệp. Cho nên một ngày các vị khéo thì các vị có bao nhiêu cái cơ hội để tu thiện nghiệp? Cả một ngày chứ không có bao nhiêu cơ hội cả. Giờ nào cũng tu được cả, đúng không ạ? Và đòi hỏi như vậy có nhiều lắm không? Nhiều quá. Thế thì giờ đâu? Thì giờ đâu để mà giận, để mà buồn, phải không? Thưa đại chúng, là người mà thông minh và sống rất là giỏi trong cuộc đời thì không có thời giờ buồn, không có thời giờ giận, không có thời giờ để trách móc ai cả. Tại vì đời sống mình ngắn lắm, mình phải lợi dụng mọi cơ hội, hay nói một cách dễ hiểu hơn là lợi dụng hơi thở vào, hơi thở ra để tu, và phải tu thiện nghiệp như thế. Và cái điều cuối cùng là hãy chuyển hóa những khổ đau ta tiếp xúc trong đời sống thành cơ hội giác ngộ. Cái này quan trọng nè. Cái đặc biệt là khi các vị tiếp xúc với những khổ đau mà các vị vận dụng cái năng lực trí tuệ của các vị quán chiếu,
Tức là tất cả những cơ hội khổ đau nó đến, các vị chỉ làm một trong những cách này thôi. Các vị nhận diện sự có mặt của nó thì tức khắc các vị làm một điều giản dị là phát sinh trí tuệ. Cái thứ hai là các vị làm cho khổ đau này nó dịu đi, nhẹ đi, bốc khói bay đi. Và cái điều tuyệt vời thâm sâu hơn là khi ta thực tập điều này rất là giỏi, thì thưa đại chúng, đời sống ta tràn đầy niềm vui, không có cái cơ hội cho khổ đau nó ghé lại đời sống ta. Nói như thế không có nghĩa là mình sẽ hoàn toàn không có tiếp xúc gì với những khổ đau của cuộc đời. Thưa, vẫn có. Ai cũng có người thân đến và đi, ai cũng có nỗi vui và buồn của con cái, ai cũng có những sự mất mát tất yếu thôi. Thế nhưng với người tu biết chuyển hóa thì thưa, tất cả những cơ hội ấy ta đều quay về an trú trong cái năng lượng chánh niệm này, nhận biết sự có mặt của nó, thì các vị là người đã ở trong cái vùng trời yên bình tĩnh lặng, mà tất cả những khổ đau chỉ là những cảm thọ đến rồi đi mà thôi. Cho nên ta sẽ sống một đời sống rất là hạnh phúc nếu ta tu. Và thưa, xin cảm ơn đại chúng là các vị đã chịu khó ngồi nghe. Xin phép dừng ở đây. Và xin kính chúc các vị lái xe về nhà rất là cẩn thận và chiêm nghiệm những cái điều mình chia sẻ để nhớ mà thực tập, điều đó rất là quan trọng.